nhìn yêu ghê. Còn cái này thì sao nè? Cái này nữa hay cái này? Còn cái này thì sao đây? Đúng chất của mình, mình thích bộ này. Lựa chọn tuyệt đó Dahlia. Giờ đi lối này. Mình yêu tất cả những thiết kế của cậu ra. Ồ, không phải mình thiết kế. Mấy thiết kế này mình lấy từ tu viện khổng lồ chuyên về vũ móng. Trước giờ mình chưa từng thiết kế cái nào hết. Những cái móng này mới thật lộng lẫy làm sao. Mình đang chúng lên Ponygram được chứ. Nhanh lên tập ơi, mau làm thôi. Cơ hội đang đến, tập ta mang đêm đến hào quang bao người yêu mến. Nè, mình đây đang cần một bộ móng xinh thiệt xinh. Phòng trà Risto sẽ có đêm nhạc vào tối nay. Làm cho mình gì đó có giai điệu nha. Thứ gì có giai điệu hả? Để coi mình có cái gì. Liệu ổn không? Vì màu trắng không phải là màu mình thích. Không, chờ chút. Không, các thiết kế mình đã sử dụng chúng hết rồi. Thời chuyện nhỏ, mình sẽ làm cái giống y chang Rufus già. Tụi mình sẽ là đôi bạn đồng móng. Không đời nào, Easy. Trước giờ ra đường làm gì thấy Bonnie nào thiết kế móng guốc giống nhau. Rufus nói rất phải. Nếu mình hết sạch các thiết kế, sẽ không còn Pony nào đến Main Melody để vũa móng nữa. Trời, nói gì chứ ra. Chỉ cần làm thêm mẫu mới là được. Mình không hề biết cách tạo ra mẫu mới. Trước giờ mình toàn sao chép thiết kế không à. Nhưng dùng hết rồi, bây giờ phải làm sao? Bình tĩnh đi nè. Giờ mình biết rõ cái cậu cần là gì. Rufus, cậu chưa mới rõ cục giới định mệnh. Giới định mệnh? Hãy sẵn sàng cho trí tưởng tượng của cậu toàn tâm toàn ý bùng nổ. Cậu có cảm nhận thấy các rung cảm sáng tạo nghệ thuật đang chảy rần rần trong cơ thể của mình không? Onyx đang thổi sai bài hát mất rồi. Chờ tiếng, chờ thêm một tiếng nữa. Mình thích khi họ tạo ra thứ của riêng họ. Wow, bài nhạc thật là tuyệt vời. Và đây mới chính là nguồn cảm hứng sáng tạo thật sự. Để tạo ra những thứ mới mẻ, đôi khi còn phải gạt bỏ hết những nguyên tắc và luật lệ. Nào, giờ việc của cậu làm là mang cảm nhận này và biến nó thành nghệ thuật của riêng mình. Wow, biết đâu mình thật sự có thể tạo ra các thiết kế móng của riêng mình. Hiển nhiên là có thể. Và mình biết rõ có một vài Bonnie sẽ giúp cậu luyện tập chuyện này. Giờ thì hãy làm đi. Đừng kìm nén. Hãy nghe theo con tim của mình. Hãy giải phóng chất nghệ sĩ bên trong cậu. Rồi các bộ móng này sẽ được các pony yêu thích cho coi. Yay! Good show! Móng guốc sang chảnh. Cần phải cho ra đời một đoạn phim nói về bộ móng độc quyền ngay thôi. Cảm ơn Easy. Không nhờ có cậu giúp đỡ, mình đã không có đủ dũng cảm để tạo ra thiết kế của riêng mình. Vậy thì cậu đã có tất cả nguồn cảm hứng sáng tạo mà cậu cần ở trong cơ thể rồi. Hãy nhìn đi. Trời ơi, nhìn kỹ mặt đi. Cô ấy thật tuyệt vời. Cô ấy đúng là tuyệt vời. Đúng rồi. Tuyệt vời. Đó chính là những hoàng giữa móng đó. Móng guốc của cậu ngồi dữ vậy Easy. Thiết kế cho mình móng guốc giống vậy được không cha? Tuyệt. Chần chờ gì mà không duyệt. Cuối cùng thầy, mình cũng có bạn đồng móng. Không được đâu Rufus. Mỗi pony đều có thiết kế móng guốc của riêng mình. Đi theo mình. Đất đá này chờ đợi. Mình hứa đáp